Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV. Chúng ta đang học về lập trình Python và đây là bài số 23. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu lệnh break và câu lệnh continue trong các vòng lặp các bạn nhé. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Mình sẽ giới thiệu với các bạn hai câu lệnh này. Câu lệnh đầu tiên đó là câu lệnh break. Thì câu lệnh break dùng để kết thúc một cái vòng lặp chứa nó. Và thông thường thì chúng ta có một cái điều kiện ở bên ngoài cái vòng lặp và các bạn sẽ chạy cái vòng lặp đó cho đến khi nào cái điều kiện đó nó sai đúng không? Tuy nhiên chúng ta có thể ngắt ngang một cái vòng lặp nó đang chạy khi mà nó thỏa một cái điều kiện nào đó của các bạn. Các bạn có thể thêm một câu lệnh if phía bên trong này và các bạn kiểm tra đó, nếu như thỏa điều kiện thì chúng ta sẽ thoát ra. Và câu lệnh break ấy, thì nó có thể áp dụng cho tình huống mà các bạn có nhiều cái vòng lặp các bạn lồng vào nhau thì nó sẽ break ra cái vòng lặp nào mà chứa nó, chứ không phải là break tất cả các vòng lặp đâu. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái cấu trúc của break nó sẽ viết như sau: break, đúng không? Thì giả sử các bạn có một cái vòng lặp for hoặc các bạn có một cái vòng lặp while như thế này thì thông thường á là các bạn sẽ chạy for và in cái gì đó đúng không? Đó, thì cái này là nó sẽ thực thi từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà khi nó gặp một cái điều kiện, một cái condition nào đó ở đây, các bạn có thể là if condition, sau đó các bạn nhấn break đó, thì lúc này á, nó sẽ nhảy ra bên ngoài cái vòng lặp luôn, bên ngoài cái vòng lặp for này luôn đó. Nó không chạy tiếp những cái lần lặp tiếp theo mà nó ngưng luôn chương trình, được chưa? Ngưng luôn cái vòng lặp đó. Ok, tương tự như câu lệnh while này, các bạn thấy không? While này, ở đây nó có một cái câu, một cái biểu thức điều kiện ở đây. Thế thì cái biểu thức điều kiện này nó đúng thì nó sẽ thực hiện cái phần body này. Tuy nhiên trong cái quá trình mà thực hiện cái phần body này nè, mà các bạn có một cái câu lệnh là kiểm tra điều kiện nào đó rồi các bạn break, thì khi cái điều kiện này đúng á thì nó sẽ ngưng luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở Jupyter ra để mình gõ cho các bạn một vài cái ví dụ nhỏ nhé. Đây, ok. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái file mới. Một cái file notebook mới. Mình sẽ new nè, mình chọn Python 3 nè. Rồi, ở đây là bài số 23. Thì các bạn new sau các bạn có thể gõ cái tên nó vào đây nhé. Đó, Python 23. Được chưa? Cách sử dụng câu lệnh break và continue. Rồi, ví dụ ở đây nhé, mình sẽ có một cái vòng lặp for. Vòng lặp for này nó sẽ đi từ từ 0 cho đến 10 đi, rồi sau đó mình sẽ in lần lượt ra những cái giá trị của mình nhé. Đây, mình sẽ for nè, for i in range. Đó, các bạn thấy không? Từ 0 cho đến 10. Rồi, các bạn. Rồi, ok chưa? Rồi, ở đây thì các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể bring ra cái thằng y này. Đơn giản vậy thôi nha. Đây, chúng ta có thể bring ra cái thằng y này. Các bạn run thử nè. Đó, các bạn thấy không? 0, từ 0 đến bé hơn 10 đó là 9 đó. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, các bạn thấy rất là dễ đúng không? Thì cái này là nó sẽ được thực thi từ đầu đến cuối. Nếu như các bạn không có break gì cả, ở đây á, thì mình sẽ vẫn sử dụng lại cái vòng lặp for phía bên trên, nhưng mình thêm một cái điều kiện ở đây: nếu mà y lớn hơn 5 thì mình sẽ thực hiện ra cái câu lệnh là break. Thế thì cái break này nè, nó sẽ ngưng cái vòng lặp nếu mà y lớn hơn 5. Đây, mình run cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy không? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì tới đây nè. Đáng lý là nó phải đi tới thằng số 9 lận, nhưng mà ở đây về y lớn hơn 5 nên nó break là nó ngưng luôn chương trình, nó ngưng luôn cái vòng lặp for này. Đó, các bạn hiểu kịp chưa? Đó, rất là dễ đúng không? Ví dụ ở đây là mình có thể là viết một cái vòng lặp while đi ha. While mình sẽ cho n bằng bằng 100 đi ha. Rồi, while n còn lớn hơn 0 thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ cho là mình print ra này. Print n nhé. Rồi, chẳng phải print n n bằng n chia cho 2. Đó, lấy phần nguyên. Mình ví dụ như thế thôi. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng cái kết quả của mình chạy nè. Nhá, run nè.
thì nó sẽ ra là 100, là 100 chia 2 được 50, 50 chia 2 được 25, 25 chia 2 lấy phần nguyên là 12, 12 chia 2 được 6, 6 chia 2 được 3, 3 chia 2 được 1, 1 chia 2 được 0. Đó, các bạn hiểu kịp không? Đó. Thì mình có thể viết một câu lệnh while như thế này. Tuy nhiên, đó là mình cũng có thể là làm câu lệnh break trong đây ha. Nếu mà n này bé hơn 50 thì mình sẽ là break. Đó. Các bạn xem cái điều kiện, cái kết quả của mình ở đây nó như thế nào nha. Đây mình run cho các bạn xem nè. Các bạn thấy không? Nó là được lần đầu là 100, lần thứ hai là 50, lần thứ ba là 25. Mà 25 ấy thì thỏa cái điều kiện nhỏ trong cái câu lệnh if này. Do đó chúng ta break. Mà break thì nó ngưng luôn cái vòng lặp này. Đó, rất là dễ hiểu đúng không các bạn? Bây giờ mình có hai cái vòng lặp lòng nhau đi. Ví dụ nha các bạn. Ví dụ mình cho vào for nè. For i in range đi từ 1 cho tới 9 đi. Mình in ra các bạn cu chương đi, các bạn cu chương từ 1 tới 9 đúng không? Thì mình sẽ for thêm một cái vòng lặp bên trong rồi đúng không? For j in range rồi từ từ 2 cho tới tới 9 đấy. Đó thì mình sẽ in ra cái gì? Print nè. Hả? Đây. Mình sẽ in ra một cái câu như thế này. Đây không nhé. Nhưng một bằng hai rồi sau đó mình mới chấm là format thì ở đây mình sẽ truyền vô cái giá trị ở đây là y nè đây là z nè và đây là kết quả của y nhân cho z đó các bạn thấy chưa đơn giản như thế này thôi là mình có thể in ra được một cái bảng cu chương rồi đây các bạn thấy không à một nhân hai rồi đó một nhân ba hai nhân hai vân vân ở đây á, thì mình sẽ ra ngoài này mình print thêm một cái dấu là dấu xuống dấu xuống dọc ha sạc n như thế này đó đây mình sẽ run cho các bạn xem các bạn thấy không đây là bảng của chương 1 này bảng của chương 2 bảng của chương 3 bảng của chương 4 vân vân các bạn thấy rất là dễ hiểu đúng không đó. Tuy nhiên ở đây thì mình cố tình mình thêm một cái câu lệnh như thế này if z lớn hơn 5 đó thì chúng ta sẽ break thì theo các bạn á nó sẽ ngưng cái vòng lặp nào nó ngưng cái vòng lặp for bên trong hay là nó ngưng cái vòng lặp for bên ngoài trong tình huống này á nó sẽ ngưng cái vòng lặp for bên trong các bạn để ý giúp mình nha đây mình run cho bạn xem đã có thấy không đây nè 1 nhân 2 1 nhân 3 1 nhân 4 1 nhân 5 1 nhân 6 đó thì khi mà nó in cái câu là 1 nhân 6 xong rồi thì lúc này z nó lớn hơn 5 z nó bằng 6 á là nó ngưng luôn nó không in tiếp là 1 nhân 7 1 nhân 8 1 nhân 9 các bạn có hiểu kịp không ạ à? Đó khi mà chúng ta có nhiều câu lệnh lặp lòng nhau thì khi các bạn sử dụng break thì nó sẽ break ra khỏi cái câu lệnh gần nhất chứ nó không phải là break ra tất cả các chương của cả cái chương trình của chúng ta đâu các bạn để ý giúp mình nhé rồi đó là cái câu lệnh là liên quan tới vòng lặp là liên quan tới câu lệnh là break thì bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn là cái câu lệnh continue cái câu lệnh continue trong Python á thì nó không dùng để ngưng cái vòng lặp mà nó dùng để bỏ qua cái phần code ở phía bên dưới cái vòng lặp và nó sẽ tiếp tục cái vòng lặp các bạn thấy ở đây nè mình có một cái vòng lặp for ở đây đúng không thì ở đây các bạn có một cái điều kiện là if condition là cái điều kiện và sau đó các bạn gọi continue thì continue á nó sẽ bỏ qua cái phần code còn lại phía bên dưới nó mà thuộc cái vòng lặp này rồi sau đó nó wave lên phía bên trên này để nó tiếp tục nó thực thi cái vòng lặp đó, các bạn hiểu kịp không vòng lặp while nó cũng vậy nó tương tự như vậy nhé đó bây giờ thì chúng ta sẽ thử làm một cái bài tập nè đó là mình sử dụng cái câu lệnh continue nhưng mà mình sẽ in ra những cái con số chẵn thôi các bạn thấy nhé các bạn nhìn đây for i in range ở đây mình sẽ cho đi từ là 0 cho tới tới 9 nha sau đó mình chỉ in ra những cái con số là con số chẵn thôi con số chẵn thôi mình không in ra cái con số lẻ thì bây giờ các bạn sẽ nhìn mình làm nè ở đây mình sẽ if nha if y phần trăm cho 2 bằng bằng 1 thì mình sẽ continue continue là nó sẽ không thực thi tiếp mà nó sẽ nhảy lên trên đó ở đây thì mình sẽ cho print ra là y đó các bạn thấy không thì các bạn sẽ nhìn cái kết quả của mình nè đây đây ban đầu y bằng 0 không chia lấy dư cho 2 có bằng 1 hay không à lúc này á
Nếu mà nó bằng 1 thì nó nhảy lên trên, mà không chia lấy cho 2 thì không bằng 1. Do đó nó vẫn thực thi câu lệnh print này, là nó in ra con số 0 này. Nhưng sau đó y nó tăng lên là y nó là 1. 1 chia lấy dư cho 2 là được 1. Mà cái 1 thì bằng 1, cái biểu thức điều kiện lúc này nó đúng. Mà đúng thì nó sẽ gọi câu lệnh continue. Continue thì nó sẽ bỏ qua cái phần còn lại của cái vòng lặp, mà nó sẽ nhảy lên trên. Nó tiếp tục nó thực thi cái vòng lặp, cái lần lặp tiếp theo. Đó, các bạn hiểu kịp chưa? Thì nó chỉ in ra những con số chẵn trong cái tình huống này thôi. Đó, rất là dễ đúng không các bạn? Sự khác biệt giữa continue và break là gì? Continue là bỏ qua cái phần còn lại khi nó gặp cái điều kiện đúng và nó tiếp tục nó thực hiện cái lần lặp tiếp theo. Còn break là giúp cho các bạn làm gì? Giúp cho các bạn là ngưng luôn cái vòng lặp, ngắt ngang cái vòng lặp khi mà chúng ta thỏa mãn một cái điều kiện nào đó. Thế thì bài hôm nay các bạn cố gắng các bạn gõ lại những câu lệnh này nhé các bạn. Thế thì với những cái bài tập ngắn như thế này thì mình đề nghị các bạn là hãy cố gắng ngồi xem video clip từ từ thôi. Nếu nhanh quá thì bật tốc độ là 0,75 thôi. Rồi các bạn cùng gõ với mình những cái câu lệnh này. Các bạn tập gõ đi nhé. Hạn chế copy code. Thật ra thì mình để code ở trong cái phần mô tả video, các bạn click chuột vào các bạn có thể xem được code đó. Nhưng nếu có thời gian và nếu được thì hãy ngồi xuống tự gõ những cái câu lệnh này. Nó rất là ngắn, nó có vài câu, vài dòng thôi. Thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn và các bạn hiểu cái vấn đề sâu sắc hơn. Ok, cảm ơn các bạn. Hy vọng rằng các bạn xem xong video clip, các bạn sẽ nhấn nút like, comment video, chia sẻ video giúp mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào.